Alo, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Có rất là nhiều bạn khi mà xem video thì cái món đồ đó đã bán đi rồi. Nhưng mà CC nhớ là các bạn cần gì, các bạn thích gì. Cho nên là CC đi tới những cái tiệm mà ở dưới đây không còn bán nữa. Thì cái này là cái outlet, thành ra nó có đủ hết tất cả các tiệm luôn các bạn. Các bạn muốn cái mua cái đồ, cái hiệu nào các bạn vào đúng cái tiệm đó là các bạn sẽ mua được. Thì đây, đây. Trời ơi, CC nói thật với các bạn nha, cái này đó là cưng muốn xỉu luôn. Cũng là 30% off các bạn. Nhưng mà ở dưới CC không còn nữa. Trời ơi, cả nhà nghĩ làm sao? Các bạn mà đi du lịch, các bạn đi bất kỳ nơi nào một cái này là đủ rồi. Trong này đó, nó có đáy nó như vậy nè, đựng có thể được hai ba cái phone luôn. Rồi tiền, rồi thẻ, nhiêu đây thôi là đủ đi shopping rồi. Đâu có cần các bạn phải tay xách nách mang chi cho nhiều. Lớn tuổi cũng xài, trẻ tuổi cũng xài. Cái này nha, CC nói thật với các bạn đi du lịch các bạn sẽ thấy Mỹ trắng đó, 90% họ xài những cái bóp nhỏ như vậy. Tại vì sao? Khi các bạn đi du lịch các nơi chơi, các bạn không có xách đồ nhiều. Các bạn đi người không, với một cái bóp nhỏ như vậy, đi tới nơi các bạn mua đồ ra các bạn xách nhiều lắm. Còn các bạn đi du lịch mà các bạn đeo những cái túi bự 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 này nọ đi, các bạn phải mất công xách rồi phiền phức lắm. Đi du lịch là chỉ như vậy thôi. Đó. Hoặc là các bạn đi shopping đi đâu nhiêu đây là đủ rồi các bạn, đâu có cần phải đeo những cái gì nhiều. Các bạn đeo những cái gì lớn là ngoại trừ khi các bạn đi đâu đó thôi, đi chơi này nọ. Nè, các bạn thấy không? Sang trọng lịch sự, mặc đồ tây, đồ jean, đồ đầm, bất kỳ cái gì cũng đẹp. Nè, bằng một cái bàn tay của CC thôi nè. Này đó là rất là nhiều bạn nhờ CC mua rồi ha, thì cứ hết là CC đi mua nữa. Cái này ở dưới CC cũng có nhưng mà CC tiện đi trên đó CC thấy cho nên mua luôn, cũng 30% off y như ở dưới CC vậy đó nè. Ở trong này nó có nhiều ngăn, có nhiều cái ngăn để cho các bạn đựng thẻ lắm, rất là lịch sự luôn. Các bạn xài cái bóp lớn thì cái bóp này các bạn bỏ trong cái bóp lớn. Còn nếu các bạn đi nhà thờ, các bạn đi đâu đó như vậy là đủ rồi nè. Bạn đi nhà thờ hay các bạn đi đâu đó với cái bóp này là đẹp rồi, cầm ở trên tay như vậy lịch sự mà rất đẹp. Cái bóp này là 68 đô ha, phần trăm off. Ở chính giữa có một ngăn nữa nè, ở bên này có một ngăn nữa, và ở đây cho bạn đựng thẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6, đựng được 6 cái thẻ cho cái bóp này luôn. Rất là đẹp, lịch sự, màu tươi nữa. Sang trọng vô cùng. Như vậy thôi các bạn được rồi. Đi nhà thờ các bạn cũng cầm theo như vậy được. Lịch sự. Đó.